À, xin chào các em. Là hôm nay thì thầy sẽ ôn cho các em là giữa kỳ 2 năm học 2020-21 ha. Bộ môn công nghệ chính ha. Thì chúng ta sẽ thực hành lấy điểm giữa kỳ 2 ha. Thì để thực hành lấy điểm giữa kỳ 2 thì chúng ta sẽ thực hiện mạch điện của bài 8 bài 9. Và chúng ta sẽ làm ở tuần 9 hoặc tuần 10 nha. Tùy theo tình hình là số lượng F0, F1 của lớp mà mình sẽ làm thực hành. Ví dụ như lớp nào mà có F0, F1 nhiều á, cái nhóm nào mà có F0, F1 nhiều á, thì thay vì mình làm từ tuần 9 thì mình dời cái nhóm đó qua tuần 10 làm ha. Và ngược lại ha các em. Tức là nhờ những nhóm nào mà có mặt đầy đủ á, thì mình sẽ làm sớm ở tuần 9. Còn nhóm nào mà bị F0, F1 nhiều thì mình sẽ dời qua tuần 10 ha. Và chúng ta sẽ làm ở tại lớp. Và theo hình thức là mình sẽ bốc thăm. Mình sẽ chọn bài 8 hoặc là bài 9. Nha, và mình thực hành theo nhóm. Thì để thực hành tốt á, thì các em xem lại cho thầy sơ đồ nguyên lý của mạch điện bài 8 và mạch điện bài 9 nha. Đây là sơ đồ nguyên lý của mạch điện bài 8 ha các em. Thì bài 8 nó có hai cầu chì nè, hai cái công tắc hai cực điều khiển hai cái đèn. Ha. Còn bài 9 á, thì nó có một cầu chì, hai công tắc ba cực điều khiển một đèn ha. Rồi về chuẩn bị thì mỗi nhóm chúng ta chuẩn bị cho thầy là kìm răng, kìm mỏ nhọn, kìm tuốt, kìm cắt. Thì mỗi mỗi loại kìm như vậy là tối thiểu là một cây ha. Tua vít thì chúng ta sử dụng là khoảng 3 cây ha các em. Vít thử bóng, bút viết bảng, thước đo. Về dây thì chúng ta sử dụng là 5 mét dây đơn phim 1.2, hai cầu chì, hai công tắc hai cực, hai công tắc ba cực, hai đuôi đèn, hai bóng đèn, một vít cắm điện, hai cái bảng điện 8 16, một cái bảng điện 15 nhân 20, bằng keo giấy nhám. Và bảng thực hành thì thầy cho phép chúng ta là lắp sẵn ống theo cái mẫu sau này. Thì ở đây chưa thầy nói lại nha, chúng ta sẽ chọn là hình thức bốc thăm. Nếu chúng ta bài 8 thì chúng ta làm bài 8, mà chúng bài 9 thì chúng ta làm bài 9. Đấy, thì cho nên là chúng ta mới chuẩn bị hai cái bảng điện 8 16 và một cái bảng điện 15 20 ha. Rồi các em cũng chuẩn bị sẵn, kẻ sẵn cho thầy một cái phiếu thực hành để chấm điểm theo cái mẫu ha. Thứ nhất là trường, trung học cơ sở Chu Văn An, lớp, nhóm. Ở đây là ngày kiểm tra, thì tới cái ngày nào mình kiểm tra mình sẽ ghi cái ngày đó vào đây nha. Rồi kiểm tra này là kiểm tra giữa kỳ 2 bộ môn công nghệ. Đề thì khi mình bốc thăm mình trúng cái đề, ví dụ như bài 8 là thực hành mạch hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn, còn bài 9 thì là thực hành mạch hai công tắc ba cực cực điều khiển một đèn, thì chúng ta sẽ ghi đúng cái đề đó vào đây hai em ha. Bây giờ mình để trống, mình cứ ghi trước như vậy rồi để trống, để khi bốc thăm được cái đề nào thì mình ghi đề, tên đề đó vô. Rồi về yêu cầu thì các em ghi dùng cái yêu cầu này vào trong cái phiếu thực hành mình luôn, để mình biết là khi thầy chấm điểm á, mình bị trừ điểm như thế nào đó, thầy mình nhìn vào đây mình sẽ biết. Thứ nhất là về yêu cầu ghi bài và chuẩn bị đồ dùng thực hành thì phần này được 2 điểm là các em. Ghi đầy đủ bài là nửa điểm, còn ghi thiếu á, là trừ 0,25 nha. Còn nếu mà ta không ghi bài luôn á là trừ 0,5. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ vật liệu thiết bị là 1,5 điểm. Cứ chuẩn bị thiếu một dụng cụ khi thầy kiểm tra là sẽ bị trừ 0,25. Chuẩn bị thiếu vật liệu thiết bị thì cũng trừ 0,25 cho mỗi loại vật liệu thiết bị mà mình thiếu. Rồi, hoàn thành mạch và mà mạch hoạt động tốt thì là phần này được 5 điểm. Tức là sau khi mình làm xong mà mạch mình hoàn thành thì là được 3 điểm. Còn nếu nếu mà mình hoàn thành rồi nhưng mà các thiết bị chưa có lắp cố định gì đó thì lúc đó thầy kiểm tra và thầy sẽ trừ nửa điểm. Còn nếu mà mạch mà chưa nối vào một vài cái thiết bị và chưa lắp cố định á, là trừ 1 đến 1,5 điểm. Còn mạch chỉ nối được cho 2 đến 3 thiết bị điện á, thì tùy tùy theo cái tình hình lúc đó ha, thì thầy kiểm tra thầy có thể trừ từ 2 điểm cho đến 2,5 điểm. Rồi khi kiểm tra mạch nếu mà hoạt hoạt động tốt hết á, thì được 2 điểm.
Còn nếu mà mạch hoạt động, nếu đối với cái bài số 8 á, mà chỉ hoạt động một đèn thì là bị trừ một điểm. Và khi mà thầy kiểm tra, nếu trường hợp mà đèn không sáng nhưng mà nắp cầu chì nó bị lỏng thôi đó, rồi khi mà mình chỉnh cái nắp cầu chì lại thì nó sáng lại đó, thì phần này là lúc này chỉ trừ có 0,25 nha. À, còn các trường hợp khác là đèn không sáng do mình nối hỏng hay gì đó là lúc này trừ tới một điểm. Nhớ nha. Rồi nếu mà trường hợp là công tắc ba, bài số 9 là hai công tắc ba cực thì lúc đó điều khiển hai công tắc là phải được hết. Còn nếu điều khiển hai công tắc mà chỉ được một công tắc thôi, điều khiển được một công tắc không điều khiển được á, thì lúc đó sẽ trừ một điểm giống như cái đèn. Rồi mạch không hoạt động thì lúc này trừ 2 điểm. À, nếu mà nắp cầu chì lỏng thì trừ nửa điểm. À, đối với trường hợp là hai đèn ha, hoặc là hai công tắc, cả hai cái công tắc ba cực đều không điều khiển được hết á, thì lúc đó trừ như vậy. Rồi nếu mà phần này mà chạm mạch, chạm mạch thì không điểm, vì chạm mạch là gây nguy hiểm, nhớ ha. Rồi an toàn điện tại vị trí mối nối là một điểm. Còn nếu mà nối dây không an toàn tại một vị trí bất kỳ nào thì mỗi phần như vậy sẽ trừ 0,25, nhớ ha. Rồi thẩm mỹ, bảng điện, các thiết bị điện, ống dây không bị lỗi và phải thẩm mỹ. Nếu mà bị lỗi không thẩm mỹ á, thì sẽ bị trừ 0,25 điểm tại mỗi cái lỗi. Và lúc đó thầy kiểm tra, thầy sẽ nhắc cho các em những cái lỗi mà các em mắc phải. Về thái độ thực hành thì nghiêm túc là một điểm. Nếu mà giáo viên nhắc nhở lần 1 là trừ 0,25, giáo viên nhắc nhở lần 2 là trừ 0,5, và giáo viên mà để ra nhắc nhở lần 3 là trừ 1 điểm, thì cái phần trừ điểm này á, có thể là nhắc nhở cá nhân thì trừ điểm cá nhân, còn nếu mà nhắc nhở nhóm thì trừ điểm nguyên nhóm, nhớ nha. Rồi về kết quả và địa điểm của nhóm thì chúng ta sẽ có một cái bảng như thế này đây. Thì ở đây chúng ta sẽ ghi tên tất cả các học sinh trong nhóm của mình vào đây. Và ở đây là thầy, khi thầy chấm điểm thầy sẽ giải thích cách chấm điểm ha. Thì thí dụ em A, Nguyễn Văn A đi, thì điểm phần A đạt được 2 điểm, điểm phần B đạt được 4 điểm thì chỗ này là 2, 4. Điểm phần C là phần này là 1 điểm là tối đa, mà bạn này cũng được 1 điểm. Điểm phần D bạn này được nửa điểm, điểm phần E bạn này được nửa điểm. Như vậy tôi nhắc lại nha, ví dụ Nguyễn Văn A đạt điểm phần A, phần A là 2, phần B là 4, phần C là 1, phần D là nửa, phần E là nửa đi, thì ta cộng lại hết, vậy bạn này còn ở điểm cuối cùng đạt được là 8 điểm, dù ở đây là thang điểm cao nhất là 10 thì bạn này được 8 điểm, ví dụ như vậy ha. Thì tương tự học sinh Nguyễn Văn B đi, thì nó không bị lỗi nào hết, khi kiểm tra và không có nhắc nhở gì cả ha. Thì 25111 thì bạn này được 10 điểm, thầy lấy ví dụ như vậy ha. Cho nên là chúng ta kẻ cái bảng này ha. Và với cách chấm điểm này thì thầy hy vọng là các em sẽ hiểu được là điểm mình đạt được là mình bị những cái lỗi nào ha, để mình khắc phục cho những cái bài thực hành sau này nữa. Rồi như vậy thì phần nhắc nhở về ôn tập kiểm tra thực hành của học kỳ giữa học kỳ 2 đến đây là kết thúc. Thầy chúc các em làm thành công ha. Chào các em.